Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình tiếp tục gửi cho bạn bộ truyện Luyện Khí 10 bạn năm. Tập 38. Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh hoặc comment cảm xúc ở phía dưới phần bình luận. Rồi, chúng ta bắt đầu tới bộ truyện ngày hôm nay, chương 280, Vô tận tháp lúc từ dương dẫn người chạy tới nha đầu này vừa mới cùng với đội thú hồn chiến đấu cũng không chịu một chút tổn thương nào hàn nguyệt tiểu ngũ tiểu hoa dù sao cũng rất thông minh vì năm người các nàng chiến đấu trong một cơ thể ở trong không gian khu vực pháp tắc thi triển huyễn thuật đánh bậy đánh bạ lại tránh được sự quấy nhiễu của vong hồn chẳng qua khi các nàng phục hồi từ trong không gian huyễn thuật Trước mắt là cảnh quân đội vong hồn, chẳng biết xuất hiện từ khi nào mà đám người từ dương đang chiến đấu với nó. Liên tiếp giải cứu hai đồng đội, hiện tại còn lại chỉ có Linh Giao, hai người Bạch Liên Tuyết cùng với Nữ Đế vẫn chưa rõ tung tích như thế nào. Ngay khi mọi người vừa mới rời khỏi không gian của ngũ tiểu hoa trở lại điểm xuất phát, toàn bộ khu vực có thể nhìn thấy tiếng kiếm kêu vang khủng bố không ngừng truyền ra đất dùng đối truyền mãnh liệt dưới tiếng kêu của kiếm. Cuối cùng, vô số cổ kiếm xung quanh đồng thời phóng lên trời, kết hợp tiến về đạo khu vực pháp tắc trong hư không trên không gian. Là linh dao, nhất định là kiếm đạo của nàng lại có đột phá rồi, đây là tiết tấu hiệu lệnh của chư kiếm đây, chẳng lẽ thiên kiếm trong cơ thể của nàng thật sự muốn thức tỉnh. Từ Dương kinh hãi, lập tức mang theo mọi người tới không gian linh dao đang ở vừa mới tiến vào uy áp kiếm cảnh cực lớn đã có áp sát mỗi người. Thường không kiếm lập tức phóng tích khí tức lĩnh vực cường đại bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Lúc này kiếm uy không thể gây được ảnh hưởng gì. Thật là mạnh. Người phụ nữ này cũng là đồng đội của người hay sao? Lĩnh ngộ của nàng về kiếm cảnh cũng không hề thua kém người chút nào đâu. Nếu như ta nhìn không có lầm, kiếm của nàng chắc là đã thức tỉnh kiếm hồn rồi đấy. Nghe thấy kiếm hồn có thể đã được thức tỉnh, nội tâm của Từ Dương thật là cao hứng. Hắn rất rõ ràng kiếm đạo đối với linh giao có ý nghĩa như thế nào so sánh với phong tụ, kiếm tâm của linh giao không thể nghi ngờ thuần khiết hơn nhiều. Trong lòng của phong tụ ngoại trừ kiếm gia, dục vọng nội tâm cứ thì nhau xuất hiện, nhưng linh giao thì rất là thuần khiết. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hình bóng ở giữa không trung đã hòa làm một thể với cực đạo quang kiếm kia. Đó là khí tức mà Linh Giao phóng tích ra. Dưới sự hấp dẫn của làn sóng năng lượng kiếm quang sáng chói kia, tất cả các thanh cổ kiếm ở trên không trung đồng thời lập tức tập trung lại cùng một lúc, nhìn xuống hàng tỷ vong hồn đồng đầy dưới chân nàng. Thiên kiếm hiệu lệnh, chạm quân ma! hàng ngàn cổ kiếm đồng thời bay ra toàn bộ không gian đều bị kiếm ý khổng lồ khống chế hướng về phía vong hồn kia lao đến xem ra nhà đầu này căn bản không cần chúng ta trợ giúp đâu nàng có thể một mình giải quyết được không hổ là người có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong đội chỉ xếp sau từ dương từ dương rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của linh giao đã gần bằng nữ đế người đứng thứ hai trong đội về phương diện năng lực chiến đấu kiếm đạo của nàng chỉ xếp sau tử dương đã đạt tới tần anh cảnh đỉnh phong. Quan trọng nhất là nàng đã sắp thức tỉnh thiên kiếm chi hồn, sắp đạt đến cảnh giới tối cao khi dùng hợp với kiếm tâm. Mà một khi nàng đã thành công, có lẽ nàng sẽ thay thế phong tụ, trở thành đại nhất kiếm khách của Tam Thiên Đạo Châu, cũng có thể tiếp tục tìm hiểu liên hệ sâu xa hơn giữa kiếm tâm và Long Tàng uy lực cường đại của thanh kiếm hoàn toàn bộc phát ra, tất cả vong hồn ở trước mặt trong khoảnh khắc đã biến mất ngay lập tức. Lúc này, lệnh giao mới cảm nhận được khí tức của Tử Dương và những người khác đang đến gần. khi nhà đầu này lại gần, ánh mắt đầu tiên theo bản năng nhìn vào thân kiếm thương khung của Tử Dương. Kiếm lực thật cường đại kiếm hồn thể thật sự hoàn mỹ như thế này. Lão đại, người so với ta sớm hơn một bước đạt được điểm này rồi, ta thật sự có chút ghen tị đấy. Linh giáo thế mà cũng kể được cái chuyện cười như thế này, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người. À, thôi đi, vận khí tốt mà thôi, những vong hồn mà ngươi nhìn thấy kia, chúng ta cũng đã gặp qua rồi. Đây là một trong tình huống bất ngờ xảy ra trong lăng của táng tu trùng này, Hiện giờ còn chưa tìm ra nguyên nhân, chúng ta phải mau chóng tập hợp tất cả mọi người lại, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối các người sau đó lại tiếp tục xuất phát sau. Linh Giao không nói lời vô nghĩa, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì đi thôi, nữ đế cùng Liên Tuyết và Chiêu Thiên Chu vẫn chưa tập hợp lại đâu. Việc này không nên chậm trễ, những vong hồn này đều có sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng trước mặt kiếm đạo này, bọn họ hình hình như xuất hiện trình độ run sợ khác nhau vậy hơn nữa, tần suất càng ngày càng gần đấy." Linh Dao vừa nói ra lời này, tất cả mọi người lập tức nhìn sang, đây hiển nhiên là một manh mối vô cùng trân quý. Ý của người là, những vong hồn này rất có thể bị một tâm trí khống chế hay sao? Nếu thật sự có thể chứng minh luận lý luận này, vậy chúng ta có lẽ có thể lần theo manh mối này tìm kiếm đấy, tìm được nguyên nhân thật sự đằng sau sự hồi sinh của những linh hồn kia. Linh dạo lắc đầu. Ta cũng không rõ, đây chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Đi trước đi. Nhưng mà làm cho mọi người cảm thấy lo lắng chính là khi bọn họ lần thứ hai trở lại điểm xuất phát, hai vầng sáng pháp tắc ban đầu ở trên không trung hiện giờ đã biến mất. Tất cả mọi người không thể trước tiên tìm được vị trí của nữ đế cùng với Bạch Liên Tuyết. Đối với Tử Dương, hai nữ nhân hắn có tình cảm đặc biệt cùng nhau biến mất đi, làm cho Tử Dương cảm thấy đứng ngồi không yên. Cỗ lực lượng này thức tỉnh quá đột ngột, hơn nữa lập tức chạy tới đoàn đội của hắn, hắn luôn cảm giác mình chính là mục tiêu đối phương đang theo dõi. Các người nói xem, có phải là đám người thác bạt vân giờ cho quỷ hay không? Lăng Thanh Thù đột nhiên hỏi. nếu biết chúng ta sẽ rời đi, ta nhất định sẽ hỏi lão tiền bối kia có ai vào trước chúng ta hay không chứ? Điều này cũng vô dụng thôi, cho dù có hỏi, lão giả kia cũng nhất định không tiết lộ một chút tin tức nào đâu. Hắn đã nói rồi, đi tới nơi này, quyền sinh sát đều nằm trong tay của chúng ta, mọi thứ đều có thể xuất hiện đấy. Đám người, ngươi một câu, ta một ý, người suy nghĩ loạn hết cả lên. Đối mặt với hư không mênh mông, từ dương lần đầu tiên phát hiện mình có chút mê man. Tại sao lại có táng tu trùng đây? Pháp tắc quản lý nơi này ở đâu xuất hiện đấy? Mà nơi này cùng với tiêu giao đạo môn lại có quan hệ đặc thù như thế nào? Tất cả nghi vấn tập trung lại làm cho suy nghĩ của Từ Dương trở nên không rõ ràng. Chờ đã, chúng ta trở lại điểm ban đầu đi. Nếu chúng ta không có tư cách lựa chọn pháp bảo ở đây vì sao từ đầu tới cuối vẫn không thấy những người ngoài khác vậy? Có lẽ đây là câu hỏi cần chúng ta đi giải quyết đây. Chỉ khi tìm được những táng tu trùng khác, vậy chúng ta liền có cách để đáp án không xa rồi đấy. Không ai biết khi Từ Dương nói ra những lời như thế này, ở trong sơn cốc hồn thể của lão già được bao phủ bởi kim quang, sắc quang lại lần nữa lóe sáng ra, vui mừng gật gật đầu. Quả wow, nhiên là tiên kiêu chi tử khó gặp, có thể thấy rõ bản chất của vấn đề khi đang dao động. Người có tâm tính cứng cỏi như vậy, thật sự đã không còn nhiều đâu. Kiếm Hồn, người đã nói Táng tu trùng này ngoại trừ một cái khu vực này ở những khu vực khác có nói hay không? Từ dưng đột nhiên đặt câu hỏi, nhưng lần này Kiếm Hồn trả lời lại rất là mơ hồ. Ta chỉ nghe nói bên trong tà mộ địa này có một thứ gọi là vô tận tháp, nơi đó có rất nhiều bí mật kinh người của đại lục đã chìm sâu vào trong quyền lãng, nhưng ta cũng không biết cụ thể là việc gì đã xảy ra. Trường 281 Khí tức quen thuộc Vô tận tháp Ý của người là Ở nơi đó chúng ta có thể tìm được đáp án mà mình muốn hay sao Kiếm hồn gật đầu Ta cũng chỉ có từng nghe kiếm chủ đời trước nhắc tới một lần thôi Nơi đó hình như có một đạo nhân hồn thần cấp vậy Nắm ở trong tay vĩnh hằng tháp Là một nhân vật từng đột phá qua cực cảnh Phi thăng thành công Còn về phần hắn vì sao tạo ra vô tận tháp ở đây cùng với tất cả thông tin khác về hắn ta cũng không biết mọi người đồng loạt dùng mình một cái trời ạ à, sẽ không có một tiếng nổ lớn lúc trước cứ chứ cùng với những vong hồn này đang được hồi sinh đều là hắn phái tới hay sao linh dao suy nghĩ một lát quyết đoán lắc đầu chuyện này không có khả năng đâu nếu thật sự là lực lượng của nhân vật thần cấp giáng xuống vong hồn sẽ không dễ dàng bị chúng ta quét sạch như vậy Vô tận tháp, nếu thật sự tồn tại, nó sẽ chờ chúng ta chủ động đi tìm nó, thay vì can thiệp vào tranh chấp của giữa chúng ta. Không sai. Kiếm hồn rất đồng ý phán đoán của Linh Giao, nhưng nơi đó quá mức hư ảo, ngay cả một đầu mối tìm kiếm cũng không có. Nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta vẫn phải là bị nhốt ở nơi này hay sao? Bây giờ chúng ta có một chút manh mối cũng không có. Lão đại, người nói nữ đế cùng ngôi bạch liên tuyết các nàng có thể hay không? Long khôn còn chưa có nói xong, đã bị tiểu nha đầu đoàn đoàn kia hùng hằng, nhéo hồng làm cho hắn im miệng. Đúng lúc này, từ dương đột nhiên nghĩ đến lão già thân bí ở trước khi tiến vào đã cho hắn lời khuyên. Lục bối rối, thiên địa vạn đạo pháp tắc có thể dẫn dắt chúng ta đến câu trả lời đúng rồi từ dương mừng rỡ không để ý đến phản ứng những người chung quanh ngồi quanh chân ở trong hư không quang mang âm dương đạo đồ trên đỉnh đầu lại xuất hiện không cần quấy rầy hắn đâu hắn đang lấy tầm vấn đạo đây đạo tâm phát trần loại xuất hiện mà thương không kiếm cũng hóa thành kiếm hồn bản thể đứng ở giữa đội ngũ bình tĩnh nhìn nhất cử nhất động của chủ nhân mình dần dần kim sắc đạo quang bộc phát càng ngày càng đồng đậm lúc này từ dương nhìn giống như một vị thần hạ phàm từ cửu thiên ngày càng có nhiều đạo dấu vết pháp tắc bắt đầu xuất hiện dưới nhiều hình dáng khác nhau sấm chớp cuồng phong bão táp có những ánh sáng kỳ lạ ở bên trong bảo pháp kiếm khí kia giờ các này từ dương tự hồ để cho linh hồn của mình cùng với toàn bộ thiên địa cầu thông chung quanh hết thảy đều đang trở thành tai mắt của hắn lấy đạo tâm quan sát toàn bộ không gian, mọi thứ trong thế giới này đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tìm thấy rồi, thì ra là khu vực chúng ta tiến vào kỳ thực chỉ là một khu vực nhỏ của táng tu trùng mà thôi. Ở nữa, còn có hàng ngàn khu vực song song giống như nó, mà trong khu vực của chúng ta đã bị xé rách ra một lỗ hồng. Những vong hồn kia chính là từ trong lỗ hồng này tràn vào đây. Hồn âm của tự Dương buông xuống rất nhanh đã chuyển đến trong đầu của mỗi đồng đội ở phía trước. Nếu là như vậy thì nghi vấn ở trong lòng chúng ta tất nhiên đã giải thích được. Lão đại, người có thể tìm thấy được khởi nguồn của những năng lượng chuyển động đó hay không? Nếu chúng ta có thể tìm thấy nó, chúng ta có thể đến khu vực song song khác. Ta đang cố gắng đây. Trong thoáng chốc, hồn lực của tự dương giống như một đạo du lòng theo sự vận hành của thiên địa pháp tắc nhanh chóng di chuyển mò mẫm tìm kiếm những dấu vết khác ẩn giấu trong không gian chung quanh long hồn này càng ngày đi càng xa có thể đến cuối khoảng trống không gian trong ý thức đột nhiên trong nháy mắt này sự cộng hưởng giữa linh hồn hắn và nữ đế phát ra phản hồi mãnh liệt tìm thấy rồi là ký tức của nữ đế nhanh đuổi theo đi từ dương nói xong trước một bước chạy ra ngoài hắn lợi dụng liên hệ giữa mình và kiếm hồn để cho kiếm hồn dẫn đường những người khác đuổi kịp vô số quang mang bay trong khu vực này dưới sự dẫn dắt của từ dương chúng ta đã đi tới điểm cốt lõi cũng gần lỗ hổng trong khu vực kia người thế nào rồi người có nghe ta nói không đừng lo lắng Tạm thời không có nguy hiểm gì cả Chỉ là không biết mình bị đưa tới nơi nào thôi Hiện tại ta đang dùng nguyễn thuật Để bảo vệ bản thân Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Nhưng ta có thể khẳng định Một khi ta thoát ly ảo cảnh Sẽ bị lực lượng rất mạnh vây công lại Thậm chí là bị xé nát đấy Từ dương cười khẽ Cái này không cần lo lắng đâu Ta sẽ tìm thấy người thôi Ngày sau đó Từ dương kể lại một cách ngắn gọn Nhất những phiền phức mà mình và mọi người Trong đội gặp phải Đưa đế lập tức đưa ra hồi đáp. Không sai, đó là cảm giác bị vô số linh hồn vây quanh. Chỉ là nghe ngươi nói thôi, hồn lực ta đã gặp phải dường như cường đại hơn nhiều so với những người khác rồi. Không sao đâu, thử phóng thích long hồn lực xem ra như thế nào. Một khi ngươi và ta lần nữa thành lập trạng thái cộng hưởng linh hồn chân long lĩnh vực, ta có thể lập tức tiến vào ảo cảnh của ngươi. Việc tìm kiếm long hồn lực vẫn đang tiếp tục. Từ dương đã phóng tích tinh thần lực đến cực hạn. Hơn nữa, hắn còn phát hiện càng đến gần lỗ hồng trong khu vực kia, tinh thần lực tiêu hao càng lớn hơn. Bởi vì như giữa những khu vực song song có pháp tác cực mạnh ngăn cách lại. Đột phá ngăn cách giữa các khu vực lớn so với lúc tiến vào ảo cảnh của đồng đội khó khăn hơn rất nhiều. Tìm được chính là hiện tại đây, nữ đế tổ long hồn phát ra một tiếng vang trời rít gào từ dương bên này gầm lên một tiếng kiếm hồn trong nháy mắt hồng quang đại thịnh đem tất cả mọi người bao bọc cùng một chỗ dung nhập vào lỗ hồng do tử dương mạnh mẽ xé rách hư không tạo ra mọi người dưới sự bảo hộ của tinh thần lực được cộng hưởng giữa từ dương và nữ đế thành công tiến vào ảo cảnh của nữ đế người không sao chứ từ dương vừa nhìn thấy nữ đế lập tức tiến lên bên người của nàng, hai người một phen giải cầu lương thật sự khiến cho đồng đội không biết nói gì. Ta đây không sao, chỉ là người có cảm nhận được bầu không khí nơi này chứ, ngay cả ở trong ảo cảnh của ta, loại áp lực này cũng thập phần rõ ràng, chứng tỏ đám linh hồn bên ngoài so với tinh thần lực của ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu không phải các ngươi kịp thời chạy tới đây, chỉ sợ ta cũng không có chống đỡ được bao lâu đâu. À, vậy chúng ta làm sao bây giờ kiên trì đến khi ảo cảnh sụp đổ sau đó giết ra ngoài hay sao long khôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía của từ dương chờ đợi hạt nhân của toàn đội tự mình quyết định cái này không vội chờ một lát nữa xem như thế nào nếu như vong hồn lại tấn công ta tự tin có thể nắm bắt được vị trí khu vực song song nơi bọn họ ở sau đó chúng ta sẽ biết được nguồn gốc thật sự của lực lượng này đến từ đâu đúng lúc này thành âm của thao thiết trong cơ thể từ dương đột nhiên vang lên ngay sau đó dưới sự cho phép của từ dương hồn thể thao thiết hiện lên trước mắt mọi người tiểu tử ta gửi được một cỗ khí thức quen thuộc đấy là khí thức của thát bạc hồng cái gì người nói cái gì mọi người hoàn toàn ngây người từ dương càng nhíu chặt mày Chuyện này không có khả năng. Thân thể của Thác Bạt Hồng đã bị ta tự tay trấn áp và giết chết rồi. Ngay cả chiến trường đồ long dưới Đông Hải cũng hoàn toàn sụp đổ đi. Thân thể của Thác Bạt Hồng tuyệt đối không thể rơi sống sót rời đi được. Càng không có khả năng bị đưa tới nơi này chứ. Thảo Thiết cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng bụng ta sẽ không có lửa gạt ta đâu. Người biết đấy Ta bị tiểu tử kia đã thương một con mắt Tuy rằng nhờ máu của người Đã gần như là khôi phục Nhưng khi tức đã xâm nhập vào trong cơ thể của ta Ta không có khả năng nhận sai được Người phải chuẩn bị sẵn sàng đi Từ dương trong lòng nghi hoặc Chẳng lẽ vong hồn thật sự đến từ tu là đạo hay sao Của thác bạc hồng Trường 282 Đại tu di đạo Tình huống hiện tại chúng ta gặp phải rất là đặc thù. Muốn tìm được cách giải quyết vấn đề này, không tìm ra manh bối bị vây trong một mảng vây võng như thế này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể lãng phí thời gian vô ích thôi. Linh Giao sắc mặt lạnh lùng nói, sau khi kiếm đạo thức tỉnh, khí chất trong trẻo lạnh lùng của nhà đầu này dường như có thêm vài phần sắc bén hơn lúc trước. Nhàn sắc cũng có vẻ tiến bộ, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Có lẽ ta có biện pháp có thể giải quyết bí ẩn vây khốn chúng ta, chỉ là ta cũng không biết phương pháp này có nên đến tột cùng có thể thành công hay không. Nữ đế đột nhiên mở miệng, Hàn Nguyệt ngũ tiểu hoa ở bên cạnh xôn xao, dùng biểu tình hoảng sợ nhìn về phía sư phụ nhà mình. Ngài, ngài không phải định... Đúng vậy, ta hiện giờ đã là thần anh đại viên mãn cảnh rồi. Có thêm A à Dương trợ giúp, hắn có thể thi triển kỹ thuật huyễn thuật vô thượng bí pháp kia đại tu di đạo. đám người từ dương đều cả kinh. đại tu di đạo là gì? nói đơn giản cũng giống như người lấy tấm người lấy tâm vấn đạo vậy. chẳng qua đại tu di đạo mượn không phải là đạo lực câu thông thiên địa pháp tác kia mà là chỉ dùng duy nhất tinh thần lực thực hiện thôi. một khi thi triển thành công có thể thực sự lấy thiên địa làm mắt, mượn lực lượng thiên địa vạn đạo mô phỏng ra những cảnh tượng đã xảy ra trong khu vực nhất định đó. Nữ đế nói xong, những người có mặt ở đây đều kinh ngạc, cho dù là thao thiết tổ thú sống trăm vạn năm cũng nhịn không được hít sâu một hơi. À, trên đời này thật sự có công pháp thần kỳ như vậy. Nữ đế ngưng trọng gật đầu. Hàn Nguyệt đế tổ khai sơn chính là đệ nhất nguyễn thuật sư của Tam Thiên Đạo Châu từ trước tới nay Hắn đã từng dùng phương pháp này biểu diễn toàn cảnh đại lục trăm vạn năm trước. Năm đó, thần tích này có thể nói là kinh thiên động địa, hoàn toàn đánh vang thành danh của Hàn Nguyệt Đế Quốc. Chỉ là phương pháp này đối với cường độ tinh thần lực yêu cầu cực cao, ta cũng không xác định có thể thuận lợi thành công hay không. Từ Dương suy nghĩ một lát rồi mới nói. Nếu như ta đoán không có sai, phương pháp này có thể biểu diễn ra thời gian cùng khoảng cách, đều dựa vào tinh thần lực, tinh thần lực càng mạnh khấu trừ diện tích bao phủ sẽ càng lớn dòng thời gian cũng có thể đến càng lâu về phía trước đúng vậy chính là như thế mặc dù ta không thể đoán được chính xác khoảng cách của các không gian song song ở trong táng tu trùng này nhưng khoảng thời gian chúng ta nghe được tiếng vang và thời điểm vong hồn xuất hiện hiện tại không tính là quá dài nếu như cố gắng hẳn là có thể cảm giác được một ít nội dung chỉ khi chúng ta biết được những gì xảy ra trong khoảng thời gian này, chúng ta mới có thể tìm được phương hướng điều tra thôi. Mọi người đối với lời nói của nữ đế tất nhiên không có chút hoài nghi nào, nhưng Tự Dương vẫn lo lắng, nữ đế thi triển bí pháp này sẽ xuất hiện một số tác dụng phụ rõ ràng. Được, ta sẽ đi cùng ngươi. Tập hợp tinh thần lực của hai ta phối hợp với lực lượng Tổ Long hồn kia, cho dù không cách nào thành công thi triển đại tu di đạo, cũng sẽ cảm đoán hồn thể của ngươi an toàn. Ta cũng không hy vọng ngươi vì một người để mà cho linh hồn bị thương đâu. Lữ đế lạnh nhạt cười. Được, có người đây, ta an tâm. Hai người cũng không do dự, dù sao chỉ hoãn thêm một giây, tinh thần lực tiêu hao sẽ nhiều hơn vài phần, thời gian tính toán càng ngắn, nguy hiểm của bản thân tất nhiên lại càng nhỏ. Ở đây có rất nhiều cao thủ hộ pháp, lại có ảo cảnh này chống đỡ thủ hộ, từ dương cùng với đứa đế đồng thời ngồi xếp bằng trong hư không, hai bàn tay hướng vào nhau, nhắm mắt ngưng thần, linh hồn cộng hưởng của hai người nhanh chóng hợp lại. Mơ hồ có thể thấy ở trong đầu bầu trời ảo cảnh này nghe được tiếng tổ long gầm thét. Long hồn lực thật mạnh, đây là thực lực cấp tổ long hay sao? Thương không kiếm hồn ở trong lòng thờ dài, những người trong đoàn đội từ dương thật đúng là cơ duyên nghịch thiên một người so với một yêu nghiệt kia chỉ nói lưu đế có được tổ long hồn ký thể đó là bao nhiêu vạn năm mới có thể tu được phúc phận như vậy chỉ dựa vào vốn liếng này đủ để trợ giúp nữ đế tung hoành đại lục rồi tinh thần lực cường đại hóa thành hai tia sáng một làm một vàng một lam một vàng liên kết giữa hai người và đạo tâm vất trần tạo thành một quầng hào quang gần như thực chất hóa. Trời ạ, à, tinh thần lực thực chất chuyện này, chuyện này cũng quá nghịch thiên rồi đây. Mọi người trợn tròn mắt, ngay cả lão gia hỏa thao thiết khi nhìn thấy sự lợi hại của hai tiểu bối này cũng kinh ngạc liên tục gật đầu. Tinh thần lực của hai người này dung hợp cùng một chỗ đã có thể đạt tới cực cảnh của con người, nếu như là cường giả đã phi thăng đến thần giới trong truyền thuyết kia chỉ bằng tinh thần lực là có thể ngưng tụ ra lực lượng thực chất hóa có sức mạnh ngang bằng với pháp khí trong phạm vi tinh thần lực có thể bao trùm lại chỉ cần một ý nghĩ ở, ở trong đầu có thể kiểm soát sự sống và cái chết của mục tiêu cách xa hàng trăm ngàn dặm ngay lập tức Lòng khôn nghe kiếm hồn nói như vậy trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài trời ơi định đây, đây là lực lượng thần trong truyền thuyết hay sao chớp một mắt một ý nghĩa có thể chém người ở ngoài ngăn rẫm. kiếm hồn khẽ cười tồn tại có thể phi tăng thành thần sao có thể cùng với người phàm tu so với sinh tử phúc họa chứ linh hồn không đạt tới độ tương ứng tự nhiên cũng không có cơ hội khống chế lại lực lượng này đâu mọi người nhao nhao đồng ý gật đầu rất nhanh theo tinh thần quang hoàn gần như ngưng kết thực chất giữa hai người tử dương tiếp tục lan rộng ra. Toàn bộ ảo cảnh không gian cũng bị phát sinh ra một chút biến hóa. Bầu trời ảo cảnh, rất nhiều đạo vết tích pháp tắc dao động bắt đầu xuất hiện, phác hỏa ra các loại màu sắc trôi nổi tựa như cầu vòng. Không biết qua bao lâu, đạo ảo cảnh đầu tiên được hình thành, ấn trên bầu trời ảo cảnh đang hiện ra. Trời ơi, các ngươi xem kìa, thành công rồi, Đại tu di đạo diễn hóa ra cảnh tượng kia thật sự là đã thành thật tôi đấy. Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa là người kích động nhất. Với tư cách là những người nhận truyền thừa nhất mạch Hàn Nguyệt Tế Quốc, các nàng đã quá rõ ràng đại tu di đạo ở trong huyễn thuật giới có nghĩa như thế nào. Có thể thi triển được đại tu di đạo là vinh quang mà huyễn thuật sư xứng đáng kiêu ngạo cả đời. Không được, hương ừ, độ là không đủ, nhìn không rõ ràng, ở nữa, ảo cảnh biểu hiện đội dung rất lộn xộn, không đủ ổn định, dòng thời gian không thể duy trì một thời điểm. Chúng ta nhìn thấy nội dung cũng sẽ bị hỗn loạn đi. Kiếm Hồn sắc mặt ngưng trọng vài phần, bởi vì hắn có thể cảm thụ được. Lúc này, lực lượng tinh thần của Từ Dương cùng với Nữ Đế đã tiều hào rất khủng bố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Từ Dương cùng với Nữ Đế ngưng trọng đến cực điểm trên trán đầy mồ hôi, lực lượng, lượng long hồn không ngừng ra tăng cường hóa ảo cảnh kia. Chúng ta cũng không cần ở đây xem náo nhiệt đâu, cùng nhau dùng tinh thần lực trợ giúp bọn họ đi. Linh dao là người đầu tiên mở miệng, mọi người theo sau gật đầu đáp ứng, đủ loại màu sắc tinh thần lực hòa vào hư không của wow. bao quanh bên ngoài thân thể của hai người tử dương. Cùng nhau tung nhập vào trong đạo tâm vất trận kéo dài đến cuối bầu trời ảo cảnh kia. Cuối cùng, đ, tu di đạo đồ đằng hỗn loạn đã lâu lại hiện ra hoàn chỉnh. Toàn bộ bầu trời dường như biến thành một tấm gương, hiện ra hình ảnh vô cùng rõ ràng. Đó, đó là tu, tu la trục Trời ạ, à, vì ra phán đoán của kiếm chủ tiền nhiệm hóa ra là tại là thật. Kiếm hồn kinh hãi thất sắc, phản phất lại nhớ đến một đoạn ký ức hắc ám mà nó không muốn chạm đến nhất, khiến những người bên cạnh không khỏi hoang mang không có nhiều thời gian giải thích, mỗi người phát ra tinh thần lực đồng thời gắt cao nhìn chằm chằm bầu trời kia, cho đến khi mấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở bên trong màn sáng. Đó đó là Thác Bạt Vân. Chương 283: Quá khứ của Tu La. Trong chớp mắt, linh hồn của Từ Dương cùng với nữ đế rõ ràng xảy ra rung động. Sự xuất hiện của Thác Bạt Vân đủ để giải thích nhiều nghi vấn, những hình ảnh này vẫn còn tiếp tục. Trong màn ánh sáng kia, bên cạnh Thác Bạt Vân xuất hiện mười mấy cao thủ xuất thân từ Bắc Tấn, hầu như mỗi người đều có gương mặt kỳ dị dâu tóc bạc trắng. Thác Bạt Vân đã dốc toàn bộ vốn liếng của Bắc Tấn đi ra. Tất cả những lão giả này đều đứng ở hai bên Thác Bạt Vân, tự thân nộ pháp cho hắn mà ở trước mặt thác bạt vân một tấm bia mộ toàn thân màu đỏ như máu mơ hồ phóng thích ra huyết sắc quang diễm vô cùng khủng bố tuy rằng đây là cảnh tượng được lặp lại do tu di đạo diễn hóa ra mà không thể cảm nhận được dao động linh khí thực sự của lực lượng đó nhưng dù là dùng mắt để nhìn cũng không có nhận ra cỗ huyết sắc lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố Đám người từ dương cơ hồ có thể xác định rằng sự thức tỉnh của cố lực lượng thần bí này chính là nguồn gốc thật sự của tiếng gầm kinh thiên động địa trong không gian song song họ đang ở. Quả nhiên, sau khi lực lượng trong bia mộ được giải phóng ra, tất cả đều được thác bạt vân vận chuyển đến trong cơ thể của mình bằng phương thức đặc thù. Trong toàn bộ quá trình quan sát, những người khác đều giật mình, duy trì có kiếm hồn biết được tất cả những điều này có ý nghĩa gì, ở trong đồng tử phóng thích ra sắc thái hoàng sợ. Có thể làm cho một thanh đồ long kiếm hồn cảnh thấy hoảng sợ, có lẽ cũng chỉ có trình độ mới khiến cho nó phải sợ hãi. Trong quá trình nhận truyền thừa lực lượng huyết sắc kia, Thác Bạt Vân điên cuồng cười to, bộ dáng như vẫn giống hệt bộ dáng hóa mà sau khi Thác Bạt Hồng thi triển La Sinh Môn. Ngay sau đó, đạo hắc khí từ trong cơ thể của hắn tràn ra xung quanh. Cùng lúc đó, những hắc khí bao trùm phía sau người mười mấy lão gia hỏa kia dường như làm cho trạng thái của mỗi người đều phát sinh ra một chút biến hóa. Còn chưa kịp cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình, màn sáng trên bầu trời ảo cảnh bắt đầu nhanh chóng mở đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không sai, tinh thần lực của Từ Dương và Đức Đế đã cạn kiệt, dưới sự thủ hộ của tổ long hồn, linh hồn của hai người đều không bị thương, nhưng lần này gần như đã kiệt sức, ít nhất cũng phải ngủ vài ngày mới có thể khôi phục lại. Còn về phần những người khác, tuy cùng nhau hỗ trợ, nhưng tinh thần lực xa xa không bằng hai người tử dương. Sau khi hoàn thành suy diễn đại tu di đạo, tất cả mọi người lâm vào ngủ say, thảo thiết không một tiếng động thủ hộ bên người của bọn họ. Cho đến ba ngày sau, ngoại trừ nha đầu tiểu đoàn đoàn kia, tuổi còn nhỏ nên chưa tỉnh. Những người khác đều lần lượt tỉnh táo lại. Không nghĩ tới, đại tu di đạo này tiêu hao kinh người như thế, nhưng hiệu quả công pháp cũng thực sự là nghịch thiên, có thể giúp chúng ta nhìn vào quá khứ. Chỉ là điều này đã là nghịch thiên rồi. Từ dương rất hài lòng với lần thi pháp này, nó cũng cải thiện lực lượng tinh thần của hắn thêm một bước, độ phù hợp linh hồn với nữ đế cũng trở nên cao hơn. Kiếm hồn, giúp chúng ta giải thích nội dung quan sát được một chút đi. Ta ở trong ảo cảnh đại tu di đạo, cảm nhận được tâm tình dao động của ngươi. Điều này làm cho ta tập phần kinh ngạc đấy. Từ dương tựa tiếu phi tiếu nhìn kiếm hồn một cái, từ lâu hắn đã nhận ra rằng nội dung quan sát được nhất định là manh mối quan trọng có thể làm dung chuyển thế giới. Ài. Ta có trách nhiệm nói cho người biết Lần này người sẽ gặp Xui xẻo đây Bởi vì nội dung các người quan sát được Có liên quan đến tu la lực Trong truyền thuyết kia Cái gì lại là tu la đạo hay sao Tắc bạt hồng chính là dựa vào công pháp Nhất mạch này đã tạo ra cho chúng ta Quá nhiều nguy hiểm rồi Từ dương cảm khái tở dài Lại lập tức bị kiếm hồn đánh gãy Không Không phải là tu la đạo mà là lực lượng của tu là bản tôn thật sự Người nói cái gì? Mọi người kinh hãi nhảy dựng lên Ngạc nhiên nhìn chằm chằm kiếm hồn Mây chục bạn năm trước Tam thiên đạo châu phát sinh một hồi đại kiếp nạn Truyền thừa nhất mạch hoàng triều cổ hoàng Bởi vậy mà biến mất đi Những chuyện này Các người ở trong cổ hoàng đế lăng hẳn đã trải qua Thế nhân đều cho rằng hoàng triều cổ hoang bị tiêu diệt là thiên tai gây ra trên thực tế căn bản không phải như vậy mà là bởi vì một cái vô cùng cường đại cái thế thiên kiêu hoàn toàn độ kiếp trên lãnh thổ của hoàng triều cổ hoang mới dẫn đến cái gọi là thiên tai trong một đêm căn cơ vương triều to lớn như vậy đã bị phá hủy hoàn toàn mà kẻ chủ mưu thảm họa này chính là tu la nghe được những lời này, Long Khôn, Linh Giao và những người khác trong đội Tử Dương đều theo bản năng nhìn về phía của Tiểu Đoàn Đoàn đang ngủ say trong lòng Tử Dương, trong ánh mắt có thể thêm một tia thương cảm cùng với đồng tình. Thì ra là như vậy, đồ kiếp mà ngươi nói hẳn là đột phá cực cảnh của nhân loại cuối cùng đến cửa phi thăng kiếp đi. Kiếm Hồn gật đầu sau đó nói, đúng vậy. Tu la người này mấy chục vạn năm trước được mệnh danh là ma đầu thần bí nhất và đáng sợ nhất đại lục lúc bấy giờ. Bởi vì người này một lật không xuất hiện, chỉ cần xuất hiện ở những nơi hắn đi qua, sao không còn sót lại bất kỳ sinh vật sống nào, đều là tiêu diệt hết tẩy tất cả. Mà những người bị hắn tàn sát qua, sau khi chết vong hồn cũng sẽ bị hắn khống chế, tiếp tục bị hắn biến thành nô lệ. Từ dương cùng với nữ đế liếc nhau, kiếm hồn miêu tả giống mệt với cảnh tượng bọn họ chiến đấu với Thác Bạt Hồng lúc trước. Chẳng lẽ nói như vậy, tu la đạo do tên điên Thác Bạt Hồng kế thừa kia chính là công pháp năm đó tu la sáng tạo ra? Không sai. Người kế thừa nhất mạch công pháp này không ai không phải là ba đầu đáng sợ nhất thế gian. Năm đó, quỷ ảnh tu la nhất mạch cũng bởi vì bản tính hùng ác, tàn sát nên đã bị đại lục trừ phạt đi. Về sau không hiểu sao biến mất ở đại lục, chạy trốn đến Đông Hải. Sau khi Thác Bạt Hồng chết đi, ca ca của Thác Bạt Vân hẳn cũng là người kế thừa duy nhất của Tu La Đạo. Mà một màn chúng ta thấy được trong Đại Tu Di Đạo chính là hình ảnh lúc hắn kế thừa Tu La Y Bát. Nếu như ta đoán không, đoán của ta là đúng. Phương thức truyền thừa của Tu La Đạo thập phần đặc thù, tương tự như truyền thừa huyết mạch hiến tế có thể đem thực lực của người kế thừa trong nháy mắt đẩy lên đỉnh phong. Thác Bạt Vân bây giờ hẳn là cảnh giới độ kiếp cảnh đỉnh phong, thậm chí đã là đại viên mãn rồi. Nghe nửa ngày, đây mới là điều khiến cho đoàn đội tự dương cảm thấy lo lắng nhất. Là kẻ thù truyền kiếp không chết không thôi, Thác Bạt Vân bây giờ một bước lên trời, hơn nữa còn kế thừa tu la lực đáng sợ nhất, chuyện này có chút phiền phức đây. Xem ra, kế tiếp chúng ta thật sự phải chuẩn bị tốt cho một trận chiến sinh tử rồi đây. Tạc Bạt Vân một bước lên trời, trong táng tu chủng này kế từ Tu La Y Bát, cho dù hắn không vội vàng tìm kiếm ba vật để đi tới Kỳ Lân Sơn, hắn cũng có thể ôm cây đợi thò, trước tiên đem mũi nhọn nhắm vào chúng ta. Long Khôn bất lực thở dài, nhưng mặc dù là như vậy, nhưng hắn cũng chưa bao giờ hối hận vì đã ở trong đội của Từ Dương, Đối với Long Khôn mà nói, có thể đi theo Tử Dương chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của hắn. nghe đến đây, Tử Dương không khỏi đem ánh mắt quét về phía của kiếm hồn. Nếu như nói, những vong hồn kia là tác Bạt Vân sẽ thả ra, dựa vào tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm tới công kích chúng ta, hắn vì sao chậm chạp không chịu hiện thân như vậy? Đó là bởi vì hắn kế thừa tu la lực còn chưa hoàn chỉnh hơn nữa, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Sau khi hắn hoàn toàn hết thảy những điều này, sẽ đường tu la hồn triệu hoán. Lúc này, hắn hẳn là đã trên đường tìm kiếm tu la hồn. Trường 284 Mục tiêu rõ ràng À, theo như ý của người đói, mấy chục vạn năm trước, tu la bản tôn thành công phi thăng độ kiếp, cũng không có rời khỏi đại lục dị thường giới hay sao, ngược lại tiếp tục lưu lại trên đại lục. Long Khôn tiếp tục hỏi, không sai, đó là bởi vì năm đó tù La có một kẻ thù không đợi trời chung, cũng có thể nói là kẻ thù truyền kiếp của hắn. Người này chính là tiêu giao đạo quân, người vĩnh viễn thủ hộ hoàng triều cổ hoàng, cũng chính là người sáng lập tiêu giao đạo môn. Mấy chục vạn năm trước cùng với Tu La được dưng là tuyệt đại thiên kiêu Hai người đấu hơn mười vạn năm đều đã đạt tới cực cảnh độ kiếp đại viên mãn, tìm kiếm thời cơ hoàn hảo cho vị thăng kiếp cuối cùng. Năm đó, Tu La lẻn vào hoàng triều cổ hoang, tùy ý giết chóc, đạo quân ra tay ngăn cản và chém chém hết thượng phong, không ngờ lại bức cho Tu La lâm vào tuyệt cảnh và nghịch thiên trảm đạo, hoàn thành phi thăng sở hữu lực lượng của một vị thần thực sự. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị đạo quân đánh bại. Mọi người đều muốn chết lặng khi nghe đến tới đó. Cái gì? Không phải chứ? Chẳng lẽ đạo quân này cũng phí thăng? Lòng khôn chừng lớn mắt. Không, ta từng nghe một vị kiếm chủ nói tiêu giao đạo quân có được một loại thần lực nào đó của kỳ lân sơn chấn áp tù la và cứu đại lục khỏi một hồi thảm họa đó. Sau đó, tù la cùng đạo quân hoàn toàn biến mất Hoàng triều cổ hoang cũng bởi vì ảnh hưởng như vậy, giật nhanh đã bị các thế lực tu luyện khác chung quanh liên hợp sân lấm và chia cắt. Đám người từ Dương nghe xong cuối cùng cũng đã hiểu. Thì ra là thế, khó tranh tiêu dao đạo môn quy mô không có lớn, lại có thể duy trì truyền thừa mấy chục vạn năm mà không đứt, mà cửu thải càn côn trung lại là môi giới để đi tới kỳ lân sơn, thì ra ngọn nguồn này đều ở trên người tiêu dao đảo quân vì vậy tất cả điều này dường như đã được giải thích rồi từ dương nhíu mày sau đó lại mở miệng vậy người nói vô tận tháp kia chẳng lẽ cũng liên quan đến những thứ này hay sao kiếm hồn mặt độ vẻ ngưng trọng cựu kiếm chủ từng đã đoán tù la mặc dù bị tiêu dao đạo quân trấn áp nhưng dù sao hắn cũng là dựa vào lực lượng của mình chân chính hoàn toàn để hoàn thành phi thăng ở phương diện cảnh giới dù là đạo quân cũng không thể so sánh được đạo quân sở dĩ có thể thắng được đơn giản là nhờ mượn ngoại lực bởi vậy với thực lực của hắn không có biện pháp đem tu la hoàn toàn tiêu diệt đi chỉ có thể chấn áp mà thôi mà bí mật cốt lõi để giam cầm tu la và lực lượng kiềm chế của sức quỷ thiên diệt địa thực sự đang nằm trong táng tô trùng hoặc là nói cái tên táng tô trùng này tồn tại là để che mắt người khác, làm cho thí nhân đều cho rằng lực lượng nơi này của các tu sĩ từ khắp nơi trên đại lục tạo thành, dùng cách nói như vậy làm che lấp đi. Không ai có thể liên kết bí mật liên quan đến tù la nằm đó. Còn về phần vô tận tháp, đó là một loại ý niệm hư ảo mà kiếm chủ đời trước cùng với ta tu hành ở nơi này mơ hồ cảm giác được, nhưng cuối cùng vẫn chưa được xác nhận mặc dù chỉ là suy đoán nhưng chủ nhân hắn thủy trung tin tưởng vững chắc vô tận tháp chính là vật dẫn lực lượng được truyền thừa cho tiêu giao đạo quân ở kỳ lân sơn nằm đó trong tháp chấn áp nhất định chính là tu la hồn nữ đế gật đầu nói nói như vậy thắc bạch vân kế nữ đế gật đầu nói Nói như vậy, Thác Bạc Vân kế thừa Tu La Y Bát nên lập tức bị Tu La Hồn triệu hoán đi, đi tới vô tận tháp giải cứu hắn ta đi ra. Chỉ cần chúng ta có thể dựa theo gợi ý ở trong hình ảnh tìm được không gian song song cùng với vị trí cụ thể của Tu La Chủng kia là có thể tìm theo dấu vết đuổi theo vị trí của Thác Bạc Vân đang ở và tìm được vô tận tháp. Đúng vậy, đây chính là phương hướng hành động tiếp theo của chúng ta thì là bạch liên tuyết cùng với chiêu thiên chu phải tính sau đây từ dương nhẹ nhàng lắc đầu các nàng hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu tinh thần lưng của chiêu thiên chu không kém gì chúng ta chúng ta có thể tra được manh mối hai người các nàng cũng nhất định đã cảm ứng được nếu thật sự gặp phải nguy hiểm sinh tử chiêu thiên chu nhất định sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu cho chúng ta chúng ta chỉ cần tìm kiếm bọn thác bạt vân sớm muộn gì cũng có thể hội nhập với nhóm liên tuyết thôi Mọi người nghe xong đều thở vào nhẹ nhõm, gật đầu biểu thụ đồng ý với ý nghĩ của Từ Dương. Lão đại, người hạ mệnh lệnh đi, chúng ta lập tức xuất phát truy vết bọn người thác bạt vân. Nếu tất cả phán đoán lúc trước, đó là đúng, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn trước khi hắn đến vô tận tháp ở giải phóng tù la kia. Nếu không một khi tù là giáng thế, toàn bộ đại lục lại nghênh đón một thời đại kiếp nạn đây. Mục tiêu và phương hướng rõ ràng, mọi người không còn do dự gì nữa sau khi chuẩn bị chiến đấu và điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức độ tốt nhất. Trước tiên, rời khỏi ảo cảnh, đi tới không gian song song đã bị toàn bộ vong hồn chiếm cứ kia. Từ dương phóng thích ra sát chiêu mạnh nhất của mình, đạo sát khí nhanh chóng tràn ngập hắc khí, giấm xét kinh trên động địa lần nữa nổ tung trên trời, một kiếm vùng ra, tất cả vong hồn trong không gian bị xóa sổ ngay lập tức. Gì, gì vậy lão đại Nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi Phối hợp với thương cung kiếm này Ta cảm thấy cho dù có đối mặt với tác bạt vân lúc đỉnh phong Ngươi cũng có khả năng đánh một trận rồi đấy Lòng khôn giơ ngón tay cái Về phía của Từ Dương Nhưng bản thân Từ Dương lại cảm thấy khủng hoảng Tuy rằng hắn tự tin có lực đánh một trận Nhưng dù sao cũng là từng giao thủ với tác bạt hồng Truyền nhân của Tu La Độ kiếp cảnh sơ kỳ hắn đã quá rõ ràng sự khủng bố của tu la lực mà so với tác bạt hồng lúc trước tác bật vân bây giờ không thể nghi ngờ tương đương với việc bản thân tu la tự mình xuất hiện sức chiến đấu của hắn đã nâng lên một tầm cao mới điều này có chút đáng sợ sau khi thu dọn đống lộn xộn này từ dương cùng với đưa đế căn cứ vào ký ức biểu hiện trước đó của tu di đạo đã rất nhanh đã tìm được lỗ hồng của pháp tắc không gian song song sau một phen cố gắng, rốt cục xác định được nguồn gốc của vụ cỗ vong hồn khí kia, thành công tiến vào không gian song song nơi của đám người thác bạt vân ở. So với xuất phát điểm của những bọn họ ở trong lăng mộ tu sửa, không gian song song của thác bạt vân khủng bố hơn nhiều. Trên bầu trời treo một ánh trăng màu máu, tỏa ra huyết chi quang khiến cho người ta thấy lò sợ. Không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, so với cảnh tượng nhìn thấy lúc đầu suy diễn còn nồng đậm hơn nhiều. Hiển nhiên, trạng thái hiện tại vào lúc này đã bị ảnh hưởng bởi tác bạt vân sau khi được truyền thừa. Tất cả khí tức sự sống trong không gian ban đầu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại vô tận sương mù và mùi máu tanh buồn nôn. Gì vậy, hoàn cảnh như vậy rất sẽ ảnh hưởng đến việc theo dõi của chúng ta ký tức quyết tình có độ bao trùm rất mạnh. Với các dấu vết nơi này, chúng ta rất khó nắm bắt được phương hướng và con đường mà những người thắc bạc vân đã đi. Hàn Nguyệt ngũ tiểu hoa sợ nhất là máu tanh, vừa mới tiến vào không gian này đã biểu hiện thập phần phản cảm. Những người khác dù sao còn tương đối tốt một chút, nhưng loại địa phương này ở lâu ai cũng sẽ cảm thấy không được thoải mái. Lúc này lực lượng cường đại của Thứ Dương biểu hiện ra, đạo tâm phất trần nhẹ nhàng bay lên, ở trong đạo tài dừa tất cả mọi người thấy vô cùng thoải mái. Các loại áp lực từ trên trong không gian này cũng thoáng cái trở nên dễ dàng rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang không tiếng động đột nhiên dâng lên từ cuối tầm nhìn hắc ám vô cớ bay ra. Vững vàng khóa chặt trên người hàn nguyệt ngũ tiểu hoa. Tránh ra đi, Bạch cốt dạ kiêu hiến tế đã được thể hiện sức quan sát của mình, không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, ngũ tiểu hoa đồng thời làm ra phản ứng chính xác nhất, khó khăn lắm mới tránh được công kích của kiếm quang tàn nhẫn này. Mọi người phải cẩn thận đấy, có mai phục. Trường 285 Cực hạn truy tung Mọi người nhao nhao tản ra, tử dương ném ra đạo tâm phất trần, đào quang tịnh thế cường đại không ngừng khuếch tán ra chung quanh huyết sắc quang sụp đổ nhanh chóng biến mất cũng đèn hắc thủ phóng thích ra cường lực kiếm ẩn núp ở bên trong bại lộ đi ra ngoài bà lão giả cầm kiếm dâu tóc đều bạc trắng đứng thành hình tam giác lẳng lặng ở trước mặt nhìn dáng vẻ của bọn họ thế nhưng lại có vài phần tư thái tiền phòng đạo cốt nhưng ba người này không ngoại lệ giữa hai hàng lông mày của tất cả bọn họ đều bị khí tức tù là chi lực tràn gặp kia bao phủ lại. Linh hồn của ba người này đều đã bị tu la chi lực tiêm nhiễm rồi, đã được thực lực tăng vọt vượt qua bản thể, nhưng cũng ở mức độ nhất định nào đó trở thành khối lỗi, bọn họ đã không còn là chính mình nữa. Từ dương lập tức phán đoán, nữ đế cùng với linh dạo đồng thời chia sang hai bên trái phải, những người khác tự động lui về phía sau ba người chỉ vừa với chỉ vừa mới đối mặt mọi người liền phát hiện trong ba lão gia hỏa này hai người bên trái đều là thần anh cảnh đã viên mãn ở giữa nhất định là cường giả độ kiếp cảnh cụ thể mạnh đến trình độ như thế nào hiện tại rất khó đoán mà trong đội ngũ có thể chính diện một trọi một với bọn họ chỉ có nữ đế và linh giao Long Khôn cũng coi miễn cưỡng làm được, nhưng so với năng lực độc chiến cường đại của Linh Giao, Long Khôn thích hợp bảo hộ an toàn cho những người khác, cung cấp vòng bảo hộ đáng tin cậy nhất cho hậu phương hơn. Ba người các ngươi đều là khôi lỗi thác bạt vân lưu lại để ngăn cản chúng ta phải không? Xem ra hắn ta đã đoán được chúng ta có thể sẽ tìm tới nơi này. Lão kiếm cách mạnh nhất ở giữa chậm trái mở miệng. Rời đi đi, người trẻ tuổi. Bây giờ đã có lời, thì cần các ngươi không ngăn cản Bắc tấn khai phá bá nghiệp Ngày ấy chứ không dây dưa với các người nữa đâu Đế quốc Hàn Nguyệt cũng không có thể được bảo toàn Nếu các người tiếp tục khăng khăng u mê Không chịu tình ngộ Tăng tu trùng này sẽ thật sự là mô phần vĩnh cửu của các người đấy Từ dương cười lạnh Ta có thể tưởng tượng ra Lúc Thác Bạt Vân nói ra những lời này Nội tâm có bao nhiêu kiêu ngạo Hắn ta đã kế thừa tu la chi lực Đạt được tới cực cảnh của nhân loại Căn bản không thể gạt được chúng ta đâu Lão giả cầm đầu rốt cuộc cũng mở hai mắt ra, nhìn không được mang theo ánh mắt tán thưởng chăm chú nhìn Từ Dương. Người vẫn là kiến ta kinh hỉ đây, Từ Dương. Ở một mức độ nào đó mà nói, uy hiếp người mang đến cho bệ hạ lớn hơn một chút so với tưởng tượng. Thế nhưng, điều này càng khiến cho ý niệm phải gạt bỏ ngươi của chúng ta càng thêm kiên định hơn. Vương Triều Bắc Tấn sẽ không cho phép bất kỳ người cản trở nào tồn tại. Giọng điệu nói chuyện của lão gia hỏa thật sự làm tràn đầy kiêu ngạo sau khi đã được truyền thừa tu la chân chính, dám đám tay sai dưới tay của Thác Bạt Vân cũng trở nên cản dỡ theo. Thế nhưng, đứng ở góc độ của bọn họ cũng có thể lý giải, chủ tử nhà mình đã là cực cảnh độ kiếp đỉnh phong của nhân loại, lúc này không khoe mẽ thì đợi đến khi nào đây. Thôi, trước khi ta tìm được Thác Bạt Vân, sớm muộn gì cũng phải thanh lý những tên chắn đường các ngươi nếu không ngại thì để chúng ta kiến thức một chút đi Lực lượng tu la này rốt cuộc là cường đại tới cỡ nào Từ dương vừa dứt lời Ba lão gia hỏa đồng thời tiến nhập vào trạng thái Lập tức phóng thích ra khí tức cường hoành của bản thân Chỉ là khí trường kiếm trong tay bọn họ ngưng tụ ra Đoàn đội từ dương hoàn toàn dừng rốt Cái gì? Kiếp kiếm kiếm hồn? phải biết rằng trước đó bọn long khôn cũng chỉ đã ở trong thương không kiếm của từ dương lần đầu tiên nhìn thấy kiếm hồn hoàn chỉnh ngay cả linh giao cũng không có nhưng bà lão gia hỏa trước mặt này lại ngưng tụ ra ba đạo kiếm hồn <laughs> tuy rằng đây là kiếm hồn không sai nhưng có một nửa đều là do tù là chi lực mô phỏng ra không thể so sánh cùng với kiếm hồn chi lực chân chính của bản tôn chỉ có thể ở một mức độ nhất định tăng cường uy lực kiếm đạo của bọn họ mà thôi không cần phải kinh hoàng đâu thương không kiếm hồn nói một phen một lần nữa chấn an cảm xúc dao động của mọi người thì ra ba tên nhà quê này lập lờ đánh lận con đen đây. Uhm, hy vọng đợi lát nữa người cũng đừng có mở chê kiếm hồn chúng ta không đủ thuần túy Sắc mặt các lão gia hỏa chợt lại đối với một kiếm cách mà nói vũ nhục kiếm của hắn không thể nghi ngờ tương đương với chọc vào tử huyệt của bọn họ. Đây là điều mà bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ được. Động thủ đi! Trong ba lão, hai người ở bên trái phải đồng thời phóng lên trời, phân biệt nghênh đón nữ đế cùng với linh giao. Nữ đế chính là thần anh cảnh đã viên mãn, nhưng bởi vì thuộc tính huyễn thuật sư, năng lực thực chiến hơi kém, nhưng tinh thần lực cường đại cũng giúp cho nàng có đủ năng lực để áp chế đối thủ. Linh dao thì thuần túy là đồng loại kiếm tu, nàng vừa mới thức tỉnh uy lực của thiên kiếm chính là lúc thử phong, khi diễm cùng với mơ hồ có thể áp chế đối phương. Duy chỉ còn từ dương cùng với tù sĩ độ kiếp cảnh mạnh nhất ở bên đối phương, không ai có động tác trước chỉ là bình tĩnh đối mặt với nhau như vậy. Lão già, đừng bày ra bộ dáng cao cao tại thượng với ta, ở trước mặt từ dương ta Người còn chưa có tư cách khoe mẽ đâu Đạo lực bắt đầu hiện hóa ra Từ dương vẫn chưa lập tức thi triển sát chi đạo mạnh nhất của mình Phóng thích sát khí lạnh lẽo như luyện ngục Mà là lựa chọn chính diện luân bản cùng với đối phương Thật tốt một phen Để kích thích tu vi của mình tăng lên Chỉ trong nháy mắt Từ dương cùng với kiếm cách độ kép cảnh Đồng thời có động tác Hai người mỗi người chém ra một đạo kiếm quang ở trên không trung của chiến trường trong cháy mắt liền khoách tán ra kiếm khí khủng bố tàn sát tám phương làm cho ký tức huyết sắc vô tận ở chung quanh hoàn toàn tán loạn đi từ đó có thể nhìn ra lực lượng khủng bố của độ kiếp cảnh mỗi một người có thể tiến vào độ kiếp cảnh đều có thể xứng là nhân vật tuyệt đỉnh ở tầng cao nhất đại lục ngoại trừ những lĩnh vực thần bí còn chưa được khai phá ra những tù sĩ ở trên đại lục đều lấy cao thủ độ kiếp cảnh vi tôn gì vậy Loại đối kháng lực cường độ như thế này Thật sự làm cho người ta mê mẩn đấy Một khi ta có thể đạt tới trình độ như thế này Đời này cũng coi như thỏa mãn rồi rồi Lộng khôn nói xong Nhìn không được vỗ vỗ bụng của mình Một kiếm vùng ra Tu la kiếm hồn đồng thời phát lực Ba đạo kiếm khí màu xám trắng Đại biểu cho lực lượng tu la đập vào mặt Linh rào thi triển thân pháp Nhanh chóng thối lui Đồng thời đánh ra thập tự không minh tràm Đánh lùi cỗ tù la kiếm lực cường đại kia. Nữ đế ở bên kia thì lợi dụng việc tự nhiên chuyển đổi huyễn cảnh cùng với thực cảnh né tránh tiến công của đối phương. Duy chỉ có từ dương bên này là bá đạo nhất, không nói hai lời, cứng rắn bổ ra một kiếm ngành đón tù la kiếm quang tại chỗ tiêu diệt cỗ khí tức này. Sư huynh, thông thông cảm của mỗi người trong ba người này hiện lộ ra đều không phải là thứ mà chủ nhân có thể dễ dàng đối phó đâu kết hợp trận lại đi nhiệm vụ của chúng ta chỉ là kéo dài thời gian thôi còn chưa tới mức phải liều mạng với bọn họ lão kiếm khách bên trái đột nhiên mở miệng kiếm khách đầu kiếp cảnh ở giữa cân nhắc một lát rốt cục vẫn gật gật đầu trong ba người màu xám trắng rỗng trống rỗng đột nhiên u quang đại thịnh trong phút chốc tất cả khí tức chung quanh hư không nhanh chóng ngưng tụ về phía của ba người tạo thành một đạo vách tường lĩnh vực tu la độc đáo đem thân thể bao người Ba phủ trở lại làm thành phòng ngự để cho bọn họ tranh thủ thời gian kết trận hợp thể kiếm hồn dung hợp Bà lão gia hỏa đồng thời kêu lớn, ba đạo kiếm quang màu xám trắng trên đỉnh đầu ngân quang đại thịnh. Dưới sự thúc đẩy của cỗ lực lượng cường hoành này bắt đầu nhanh chóng dùng hợp đồng thời dung nhập vào cùng một chỗ còn có kiếm hồn do mỗi người phóng ra ngoài kia. Gì vậy? Cỗ khí tức này... Trường 286 Kiếm phá tàm lão Trong giới tù luyện ở toàn bộ đại lục, phương pháp hợp thể cũng không tính là quá ít, nhưng có thể chân chính làm được lại càng ít. Nguyên nhân chủ yếu là linh hồn phù hợp với điều kiện của cửa ải này rất hà khắc. Từ Dương và Nữ Đế đã trải qua muôn vạn khó khăn, ngàn vạn hung hiểm cùng với lột sát thăng hoa về mặt tình cảm, cuối cùng mới đạt tới trình độ cộng hưởng linh hồn. Ngũ Tiểu Hoa cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, trong đó có ba người còn có quan hệ huyết thống trần chính. Nhưng ba lão gia hỏa trước mắt này thế nhưng lại có thể hoàn toàn dung hợp kiếm hồn, chuyện này thật sự không dễ dàng. Sau khi hợp thể, cường độ kiếm hồn của ba lão gia hỏa tăng lên độ kiếp trung kỳ đã không còn là đối thủ mà nữ đế cùng với linh giao có thể chống lại các người lui ra phía sau đi từ dương bình tĩnh mở miệng hai nàng rất tự giác né tránh về phía sau đem toàn bộ hư không chiến trường lưu lại cho từ dương cùng với thân ảnh kiếm hồn khổng lồ mới được ngưng tụ ra đối kháng tu la chỉ lực sát khí thuần túy sẽ bị khắc chế ở một trình độ nhất định tiểu tử Ngươi hiện tại sẽ chỉ là cho ngươi Hoàn toàn một khâu nhân kiếm hợp nhất kia Phóng tích ra lực lượng kiếm đạo mạnh nhất của ngươi đi Khóe miệng của Từ Dương khẽ nhếch lên Ta liền biết rồi Ngươi khẳng định còn nghẹn Cao chiêu này đó không chịu nổi ra sao Cũng may không làm cho ta thất vọng đấy Dưới sự chủ động tiếp nhận của Từ Dương Kiếm hồn lại tiến vào địa vị chủ đạo một người một kiếm hai đạo hồn quang đồng thời tản mát ra dao động khí tức mạnh mẽ được bản thân của thương không kiếm này chia làm hai bộ phận trong phút chốc kiếm thế chỉ uy bá khí không gì sánh kịp của thương không kiếm biểu hiện ra đó là một đạo trường hồng kinh thế toàn thân màu đỏ như máu lấy thương không kiếm làm hạch tâm phóng lên trời phảng phất như quán thông thiên địa chi lực hình thành một đạo kiếm mang thật lớn không thể chống lại xuất hiện giữa trời và đất gì, gì vậy lực lượng như vậy cũng quá đáng sợ rồi đi phảng phất như ngay cả thiên địa cũng bị cắt ra vậy đi, đây là uy lực khi nhân kiếm hợp nhất của lão đại ta đây hiện tại càng ngày càng mong chờ trận quyết đấu đỉnh cao giữa lão đại cùng với tác bạt vân đấy một khắc khi đào kiếm quang màu máu này hàng lâm hợp thể kiếm hồn trước mắt hoàn toàn trợn tròn mắt không không mau màu tách ra đi nếu không tất cả chúng ta sẽ chết đấy đã, đã không kịp nữa rồi kiếm thế này quá mạnh mẽ chỉ sợ tích lũy nội tình mấy chục vạn năm căn bản không phải là thứ chúng ta có thể ngăn cản đâu ôm lấy tu la chi lực đi cho dù là tan thương nát thì chúng ta cũng sẽ dưới sự dẫn dắt của tu la đạt tới bất tử bà lão gia hỏa này hiển nhiên đã bị tu la chi lực tiến hành tẩy não ở trong một trình độ nhất định sâu ở trong linh hồn bọn họ đã có ý ý lại cùng với thuần phục tu la cũng định trước khi bọn họ hoàn toàn mất đi quyền chủ đạo đối với linh hồn của bản thân. Khi lực lượng chúa tể gần như được cực hạn này giáng xuống, bọn họ không còn lựa chọn nào khác nữa. Hợp thể kiếm hồn bắt đầu tiến thêm một bước biến dị, thiêu đốt ra quang diễm màu xám trắng, phát ra tiếng gầm gừ cuồng loạn, quang diễm màu bạc sáng bao bọc hợp thể, trước mắt là lực lượng của tự dương, làm ra đợt dãy rụa sắp chết. Hủy diệt đi! một kiếm chém ra, hai có lực lượng va chạm vào nhau ở trên không. lực lượng đã vượt qua độ kiếp trung kỳ trực tiếp tới đỉnh phong, trong nháy mắt xé nát không gian pháp tắc song song, làm cho không gian không trên đỉnh đầu xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Nhìn đi, à, ở trong lỗ hổng kia cũng đồng dạng ngưng tụ thời khí tức tù la kìa. Xem đi, ta Bạc Vân hẳn đã là từ nơi đó rời khỏi đó, nơi đó cũng là địa phương cường độ yếu nhất cho không gian song song. Long Khôn hưng phấn chỉ lên bầu trời, cũng vào giờ khắc này, hai người từ dương nhân kiếm hợp nhất, người hóa thành kiếm quang ảnh trong nháy mắt xuyên thủng bản thể kiếm hồn đã trở nên thống rỗng mà yếu đuối của bà lão già ra hỏa kia. Bà lão đồng thời cuồng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, trạng thái hợp thể cứ như vậy tàn vỡ gì. Bản nguyên kiếm đạo của ba lão hoàn toàn nghiền nát từ cảnh giới cường giả đỉnh phong biến thành phế nhân, lấy lực lượng của từ dương hoàn toàn có thể làm cho bọn họ tan thành mây khói nhưng hắn không làm như vậy cũng không phải là do từ dương nương tay mà là muốn từ trên người bọn họ biết được càng nhiều nội dung đài tu di đạo kia không thôi diễn ra được nhân kiếm ly thể từ dương sắc mặt bình tĩnh đi tới trước mặt của bà lão vậy là lấy biểu tình lạnh nhạt như trước kia ngay cả khi tắm rửa lực lượng của tu la các người cũng chỉ có đến thế mà thôi bây giờ ta sẽ thu hoạch một số mảnh mối hữu ích từ trí nhớ của các người vùng tay lên từ dương tập trung vào thân ảnh của ba lão độ kiếp cảnh đứng ở giữa đem đầu của lão ta nắm chặt ở trong lòng bàn tay từ dương bắt đầu phóng tích lực thôn vệ cường hoành dao động tinh thần kinh khủng bố dùng hình thái năng lượng đặc thù xông vào trong đầu của từ dương thì ra là như thế sao phỏng đoán của chúng ta đều là chính xác Thạc Bạc Vân đã bị Tu La Chi Hồn triệu hoán rời đi. Theo ông ta rời đi, còn có tám bộ hóa thạch sống của Bắc Tấn Kiếp binh Tuyệt đối không thể cho đám người này yên bình rời khỏi táng tu trùng được. Nếu không, thiên hạ sẽ không còn được yên ổn nữa đâu. Hồ Nâm của Từ Dương nhanh chóng bao trùm về phía mọi người trong đoàn đội. Cùng lúc rút về bàn tay, bản nguyên Tu La trên người lão giả độ kiếp cảnh. Tựa hồ cũng theo đó bị tiêu trừ. Sư Huynh! Sư Huynh! Ui. Người... Hai lão giả bên cạnh còn có thể rõ ràng nhận ra khí tức tu la trên người của vị sư huynh độ kiếp cảnh này đã hoàn toàn biến mất đi. Hả? Dường như ta vừa khám phá được một chuyện trọng yếu đây. Từ dương... Dường như có một cỗ lực lượng nào đó trong cơ thể người có thể tinh lọc tu là chỉ lực Chuyện này cũng quá kinh người rồi đấy Chẳng lẽ trong thân thể của người cất giấu bí mật gì sâu hơn từ Dương cân nhắc một lát, ngoại trừ trải qua đồng tu luyện khí kỳ vạn trọng của mình, kinh lịch đặc thù nhất không khác gì hơn là dốc nhập vào một bộ phận ma chi căn nguyên của nữ đế ma tộc Ngải Lộ Toa. Chẳng lẽ là lực lượng của Ngải Lộ Toa phát huy tác dụng hay sao? Từ Dương đem quá khứ của mình cùng với ma tộc đơn giản thuật lại một lần, nhưng kiếm hồn lại tỏ ra không quan tâm tới chuyện này. Không thể đâu, lực lượng ma tộc cùng với tù la trì lực có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng không có loại khí tức hung sát và cực kỳ bá đạo sắc bén này. Hai thứ hẳn là không có tác dụng khắc chế lẫn nhau. Từ Dương Linh cơ vừa động, đột nhiên nghĩ đến các chiến sĩ cổ Hoàng Nhất Mạch bị mình thu vào trong tâm hải. Lập tức nhìn tâm hải của mình, lúc này mới phát hiện không thích hợp. Thì ra, vừa nãy, trong lúc mình hấp tu hồn lực của lão kiếm tu độ kiếp cảnh cũng vô tình khiến đem bộ phận lực lượng bị tu la chi lực xâm nhiễm hút vào trong cơ thể đảm bình tướng cổ hoàng đang ngủ say trong tâm hải đã tự mình đem cỗ khí tức hung sát này làm chất bổ mà cắn nuốt tuy rằng trong lúc nhất thời từ dương cũng không rõ nguyên nhân nhưng luôn cảm thấy đây không phải là một điểm tốt gì linh hồn bị tu la chi lực tiêm nhiễm đều có một trình độ nhất định sẽ đi về phía hắc hóa vạn nhất những binh tướng cổ hoang được minh bảo vệ này hoàn toàn trở thành một đám ác ma, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của Từ Dương, kiếm hồn cũng lộ vẻ ra ngưng trọng. Xem ra, trên người người đích sắc tồn tại rất nhiều biến số đấy. Một chuyến đi tắm tu trùng hôm nay thì sợ sẽ làm cho vận mệnh của người phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mỗi một lần đưa ra lựa chọn, người phải cẩn thận đấy. Nếu không, chỉ cần hơi có chút bất cẩn thôi Kết cục sẽ là vạn kiếp bất phục tự dương biết Kiếm hồn nói những lời này tự tiên là vì muốn tốt cho chính mình Nhưng hắn đối với việc này lại cực kỳ thấy thản nhiên Yên tâm đi Vận mệnh của ta cho tới bây giờ đều là nắm trong tay của ta Không ai có thể khống chế ta Hiện giờ ngay cả thương không cũng nằm trong tay ta Người đây cảm thấy ta còn có thể đi tới xa đọa hay sao Kiếm hồn cười khổ lắc đầu Ta đây chỉ mong là như thế chương 287 Kỳ Thánh Chi Cục Tính là nơi đó rồi Từ dương chỉ chỉ lên bầu trời Mơ hồ có thể nghe thấy được khí tức pháp tắc vỡ vụn lúc vừa rồi Đây nhất định chính là phương hướng các bạt vân rời đi Mọi người cơ hồ đã đặt thành đồng thuận về vấn đề này, không do dự thêm nữa. Dưới sự thủ hộ của tinh thần lực cường đại của từ dương và nữ đế, cùng bay lên trời, thuận thế vọt vào không gian song song kế tiếp. Nhưng mà lúc này đây, khi mọi người dần trở nên thanh tỉnh, thì phát hiện ra trước mặt đúng là một đạo bố cảnh không gian như một ngôi sao khổng lồ. Phản phất một cú nhảy này đúng là đi tới trên tinh không rực rỡ. Đương nhiên, tất cả mọi người đều rõ ràng nơi này làm sao có thể là tinh không chân chính đây. Một cách giải thích duy nhất, đoàn đội của mình dường như đã rơi vào bên trong huyến cảnh vậy mà chuyện này rõ ràng là có người cố ý đang làm. oan nghênh các người đi tới cửu tinh thiên la đại trận. Ta là Bắc Tấn Kỳ Thánh Thập Ngũ Lang, một trong những thống lĩnh nội thị của bệ hạ. Trong hư không, thân ảnh kia dần dần trở nên rõ ràng, tiếng vọng ù bên tai cũng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi này thật sự thì tuấn túy là không gian huyễn cảnh hay sao? Vì sao ta có thể cảm nhận được dao động khí tức pháp tắc mãnh liệt như vậy chứ? Nữ đế rất hiển nhiên, khi có thời điểm dao động như vậy, bởi vì tinh thần lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng lúc này cảm nhận được cảm giác hạn chế trước nay chưa từng có. Tuy chuyện này cũng không làm cho nàng khó chịu lắm, nhưng loại cảm giác có lực lại nhưng không thể xuất ra hết như thế này, giống như là bị cố áp chế này làm cho rất khó chịu. Nếu như ta đoán không sai, trong không gian này là có được pháp tắc tồn tại độc lập, hình thành hệ thống quy tắc đặc thù, mà ở trong đó có quy tắc cấm huyễn chi đạo ở đây. Một khi chúng ta tiến vào không gian này, huyễn thuận của ngươi hẳn là không có biện pháp thi triển đâu. Nghe Tử dương nói xong, tất cả mọi người đều có hiểu rõ không gian trước mắt này, nói trắng ra là càng giống như một trò chơi đối phương bố trí. Đến nơi này, liền phải tuân thủ quy tắc trò chơi do đối phương chế định, trừ phi có thể dùng lực lượng tuyệt cường trực tiếp xé rách không gian pháp tắc này chạy ra ngoài. Nếu không, nhất định phải tuân theo quy tắc trò chơi do đối phương đặt ra, chiến thắng đối thủ. Quả nhiên không ngộ là tử dương. Một đối thủ có thể khiến cho thác bạt ra kiêng kỵ. Thế nhưng lúc này đây, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội biểu hiện thần thông đâu, chỉ có thể giống như những người khác trở thành quân cờ của ta. Thập ngũ làng có vẻ đặc biệt tự tin, bàn tay khẽ vùng lên, phía trên đỉnh đầu đám người từ dương bắt đầu hiện ra những ngôi sao lấp lánh phát hào quang không có giống nhau. Tựa hồ đỉnh đầu của mỗi người đều tương ứng với một ngôi sao, uy áp tinh thần cường đại bao phủ xuống. Tựa hồ có một loại quy luật áp chế hoàn toàn khác biệt nhắm vào mỗi người. Theo lý mà nói, loại không gian pháp tắc gần như được chế định riêng này trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng chế tạo xong có thể nhìn ra được thập ngũ lang xuất hiện chính là bố cục do thác bạt vân tự mình làm ra từ sớm để phòng ngừa đoàn đội từ dương rốt cuộc vào giờ khắc này cũng phát huy tác dụng vì đối phó chúng ta thác bạt ra dạ, thật đúng là hao tổn thâm phí rồi đó nhỉ thế nhưng hiện tại ta đây cảm muốn biết thác bạt vân đến tuyệt cùng đã đi tới nơi nào vô tận tháp hay sao Thí thức của thập ngũ lang rõ ràng ở trong nháy mắt có dao động. Tuy rằng ông ta tận hết khả năng để che giấu, nhưng tâm tình rung động của ông ta làm sao có thể che giấu được dưới năng lực quan sát sâu sắc của Từ Dương cùng với nữ đế. Người sắp chết cần gì phải nhiều lời. Điều duy nhất người cần làm bây giờ chính là dựa theo quy tắc của ta, chơi với ta một trò chơi. Tập ngũ lang nói xong thì đỉnh đầu ông ta cũng có một ngôi sao hoảng lâm xuống, khí thức sinh mệnh bàng bạc dung nhập vào trong ngôi sao kia. Rất nhanh, quang cảnh hư công xung quanh bọn họ lại hình thành vô số lộ tuyến bàn cờ, đàn sen ngạc dọc, trên những ô đen trắng xuất tiện một đạo tàn cục. Vận mệnh của tất cả mọi người đều xen lẫn ở trong bàn cờ này, Ta dùng cờ trắng, các ngươi dùng cờ đen Mỗi một quân cờ đều dưới tác dụng của pháp tắc Thôn vệ sinh mệnh lực của các ngươi Đương nhiên, loài thôn vệ này vẹn vẹn chỉ là hình thức bảo quản tạm thời Chỉ khi có một phương nào đó hoàn toàn thất bại Pháp tắc trì lực mới có thể hoàn toàn thu hoạch sinh mệnh lực của người thua Không nghi ngờ gì nữa Đây chính là một ván cờ sinh tử Các ngươi có thể tập hợp trí tuệ chung của tất cả mọi người Để đấu cờ với ta Tử Dương, ta nghe nói lúc trước ở trận đấu nội bộ thư viện, ngươi từng chiến thắng một kỳ thủ thiếu niên. Người kia chính là một đệ tử môn hạ của ta, cũng là nhân vật kỳ thủ xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Đáng tiếc, sau khi bại trong tay của ngươi, hắn liền không gượng dậy nổi. Từ Dương cười lạnh. Chỉ là phế vật mà thôi, còn trách ta thắng hắn hay sao, ta cũng không ép buộc hắn ta phải chơi cờ với ta. <laughs> người không cần phải ngông cuồng như vậy. Hôm nay ta sẽ cho người kiến thức được thực lực của kỳ thánh đứng đầu tam thiên đảo châu. Ta cũng nhắc nhở người một lần cuối cùng, cựu đạo tinh lạc pháp tắc nơi này căn bản không phải là thứ mà các người bây giờ có thể chống lại đâu. Cho dù các người có cơ hội hợp lực xé nát không gian này, thì nhất định cũng sẽ có một nửa bị mất mạng. Không nên vọng tưởng giờ cho đối mặt với hiện thực đi. Thập ngũ lang có vẻ đặc biệt hưng phấn đối với ông ta mà nói có thể thông qua khả năng chơi cờ của mình cống hiến một phần lực lượng của Bắc Tấn cho Thác Bạt Vân, ông ta cũng thoại nguyện rồi. Vậy thì bớt nói nhảm đi, bắt đầu thôi. Từ dương cố nhiên tài năng ngút trời, trên các lĩnh vực đều tồn tại tuyệt đỉnh, ngay cả đánh cờ cũng khó gặp đối thủ, nhưng lúc này đây lại không giống, hắn rất nhanh phát hiện ra tàn cục của thập ngũ lang này bày ra cờ trắng có ít nhất hai mươi phương pháp để dễ dàng đặt cược thắng lợi còn cờ đen tuy rằng số lượng nhiều hơn nhưng cục diện lại rất không rõ ràng nếu thật sự đến một trận quyết đấu đỉnh cao một trọi một từ dương có ít nhất năm thành nắm chắc có thể nghịch chuyển cục diện phản bại thành thắng nhưng hiện tại phe mình có nhiều người như vậy cũng không phải là dùng lực của một mình mình là có thể chống chế toàn cục muốn thắng lợi cơ hồ là không có bất kỳ khả năng gì quan trọng nhất là một trong rất nhiều quy tắc ở trong đây chính là giữa người với người không cách nào tiến hành trao đổi chỉ có thể dựa theo ý nghĩa của chính mình tiến hành đánh cờ khống chế một ít quân cờ tương ứng với sinh mệnh lực của mình người có biện pháp gì không kiếm hồn đột tiên mở miệng hướng từ dương hỏi đạo phá cục Tuy nhiên một người không hiểu cờ như hắn cũng đoán được Chỉ dựa vào đánh cờ mà nói căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào Biện pháp thì đúng là có Thế nhưng mọi người sẽ phải chịu chút khổ sở đấy Theo thời gian trôi qua Phần thắng của cờ đen càng ngày càng nhỏ Không ngừng bị cờ trắng tiêu diệt đi Mỗi một lần cờ đen vỡ vụt Sinh mệnh lực tương ứng sẽ bị pháp tắc tạm thời rút ra Người tương ứng cũng sẽ bởi vậy mà trở nên suy yếu vài phần Lòng thanh thù, lòng khôn, bởi vì căn bản không hiểu đạo chơi cờ, toàn bộ quá trình cơ hồ chính là đánh bậy đánh bạ. Linh Giao lại là một kiếm tù đối với phương diện này càng không biết gì, nhưng dù sao sinh mệnh lực của nàng cũng mạnh mẽ hơn một chút, tạm thời chỉ là trạng thái nửa suy yếu. Nhưng, làm cho mọi người cảm thấy giật mình chính là, nhà đầu tiểu đoàn đoàn này liên tiếp mấy lần đều thành công thoát khỏi vây của đối phương, cũng không bị suy giảm ở trên phạm vi lớn. Nhưng, đây cũng chỉ là biện pháp có thể tạm thời duy trì một hồi, muốn xoay chuyển cục diện, chỉ dựa vào phương pháp này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Ừ. Từ dương, ngươi quả thật là muốn dãy dụa một chút hay sao? Vậy thì để cho ta người thấy tuyệt vọng đi. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 38 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo.